Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta niềm lưu luyến. Chuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhân, dẫu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ. Đường tàu còn đây ta đã xa nhau mất rồi, người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh sương, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh sương, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân. Cái bộ 2.8 mà thay bằng cái mic này bao nhiêu á hả? Chị ơi em vẫn đang đi làm chị. Thế à, chưa về luôn à? Vâng ạ, em chưa có về nha chị, tí em về em gọi nhé. Dạ dạ dạ. Ok, cái mic này em đang xài này chị. Ok chị Châu Liên, chị hỏi em là cái bộ 2.8 mà nếu thay bằng cái đây, cái bộ 2.8 là mic BCK 200 này. Anh Cường Nguyễn cắm K200 thử đi em. Ok. Anh Cường Nguyễn đợi em một xíu nhé. Sau bài em sẽ test thêm một ca khúc nữa cho chị Châu Liên thử cái mic này ấy. Xong rồi em sẽ chuyển qua BCK200 cho mọi người nhé. Thì đối với cái mic BCK200 này này, là bộ của nó là 2.8 chị. Nếu mà thay cái mic BCK200 này bằng cái mic BCK600 này thì giá của nó là 3.8 nhé. Nó chênh cái bộ này đấy 100k lận chế ơi. Thì à 100 1 triệu, 1 triệu chế. Là cái bộ này của nó, giá của nó là 3.8 nhé. Cái này là 2.8, còn cái mic này là 3.8 nhé. Bây giờ em sẽ test thêm một ca khúc nữa bằng cái mic BCK600 này cho mọi người ha. Đây, hàng BCK600 chuẩn xịn sò bên em. Trời ơi, hãng xa mực mét luôn. Cái, nếu mà em nói thật với mọi người, cho mọi người muốn mua cái mic này mà mọi người về hát với cái bộ Icon Pro này, bắt xa đúng 1 mét luôn. Mọi người hát xong ca là vô tư luôn á. Giá của nó là 3.8 nhé. Thì em sẽ test thêm một ca khúc nữa. Vì mọi người biết sao không ạ? Lỡ gắn vào rồi mọi người ạ. Lỡ gắn vào rồi, giờ lỡ cầm rồi, đâu có muốn rời nữa đâu. Vì nó hay quá nên không muốn rời ra luôn á. Cho nên em sẽ test thêm một ca khúc nữa. Với lại hơn nữa đang lỡ quay á, mọi người thông cảm ha. Em sẽ test thêm một ca khúc nữa bằng cái mic BCK600 này. Sau đó thì em sẽ cắm cái mic BCK200 này hát thử cho anh Cường Nguyễn nha. Tình anh đi em, ok. Vậy thì em sẽ test ca khúc Tình anh nhá. Thêm một ca khúc nữa bằng cái mic BCK600 này cho mọi người, ca khúc Tình anh. Sau bài này thì em sẽ test thử cái BCK200 này, giá là 2.8 nha, còn cái này là 3.8 nha. Anh chị nào cần bộ cao cấp thì nhắn tin cho em ha. Rồi ok, em test Tình anh nha chị. Test thêm một ca khúc Tình anh nữa, sau đó em sẽ chuyển qua cái mic BCK200 này nhá. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho vì buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Nhạc bao phê.
Kim Tuyến. Hello em yêu Nguyệt Hàn. Lâu rồi nha, mà lâu lắm mới thấy vô like luôn á. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi, ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay, sông nặng lòng yên cả. Vẫn đợi thuyền, nhớ bên sẽ quay về. Ngày Nguyệt đi, để mình em đứng đó. Anh có hay, lòng em mãi thương anh. Đừng cánh xa, cho đi buồn đông lệ. Rơi vì người, đi mãi không về. Ngày sông thuyền tuy chung một bến đò, anh biết chăng ngoài khơi xa bao tâm, có biết mơ con thuyền phải lênh đênh về bên em, không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Về bên em không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình trôi liền. Cảm ơn chị Châu Liên nha, tuyệt vời. Cảm ơn chị, cảm ơn Đắc Kỷ nè, hay quá ca sĩ. Cảm ơn cảm ơn Đắc Kỷ nha. Cảm ơn em yêu Nguyệt Hàn nè, lâu lắm rào nha, lâu lắm mới thấy vô like của tôi nha. Cảm ơn chị yêu Kim Tuyến. Rồi ok, đó vừa rồi thì em đã test cái bộ Icon Pro Mic BCK 600 cho mọi người ha. Thế theo